nữa là trên hành tinh chúng ta là khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại. Đây, thế thầy nói là đến cái giai đoạn đó là lớp đau chết kể thôi vô số. Bây giờ còn thống kê là tính đếm được là cái số nhiễm nhiều, số bệnh nhiều, cái số chết nhiều vừa qua rồi là còn thống kê trên hành tinh mình bao nhiêu người chết, bao nhiêu người sống thì còn tính đếm được ha. Tới chừng đó nó là lớp đau chết kể thôi vô số. Nhưng mà đặc biệt có cái là lạ dữ là mở cửa lên luôn. Thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy từng một mươi cửa xem thấy ghê không. Vậy thì quý vị mình biết đó là chúng ta thấy là cực kỳ khốc liệt à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Đại Từ Đại Bi Đại Hạnh Đại Nguyện Kim Sơn Phật. Kính thưa chủ sự gia đình là gia đình của Tư Tấn. Kính thưa chư đồng đạo kính mến, thì trong cái buổi hạnh ngộ hôm nay là cũng là cái ngày 19 tháng Giêng 2024 Giáp Thìn. Thì nói chung là gia đình của Tư Tấn thì có cái nhân duyên quy động Phật Pháp. Lạ có một cái là hồi xưa giờ tôi nói YouTube mấy em vô đây quay rất là nhiều, nhưng mà vô đây quay không à. Mấy cái chỗ khác nó lại nó không biết làm sao, cái kém duyên. Thì vào giờ này thì một cái mệnh đề thứ hai, lẽ ra tôi thì quý vị mình biết đó là tôi đi quanh năm suốt tháng. Rồi tôi mới về hồi đêm hôm, hồi sớm là gặp quý vị chứ. Nếu mà không gặp quý vị là tôi sẽ nằm tôi nghỉ. Nhưng mà vì tinh thần Phật Pháp đạo đức thì tôi không có bao giờ tôi nói nghỉ. Lẽ ra hôm tôi phải chạy ngược lên ranh giới để tôi tiếp đòn. Tôi đi quanh năm suốt tháng thì không có nói cái mệt. Nếu vì tinh thần đạo đức là không mệt. Còn kêu tôi mặn cái này mặn cái kia thì mệt thầy sao. Tôi vậy đó, tại cái nghiệp tôi vậy á. Cái nghiệp của tôi là tôi không biết mặn cái công việc đời nhiều, mà tôi chỉ mặn công việc của đạo. Thầy thưa quý vị, ở đây chúng ta ở trong cái sông mê biển khổ bị chướng nghiệp nhiều đời, cho nên linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống lên lên rồi luân hồi chuyển kiếp. Vậy thì những cái khổ từ thời quá khứ người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một dạng mê từ hồi du thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thanh ti kia rất là phàm, lúc người lúc thú, lam nham kể sao hết được thăng trầm tiền thăng. Chúng ta từng bị chuyển lương trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dạy dột. Vì thế cho nên nó là trong cái vai đoạn xả tội ăn xá thời kỳ này, chúng ta chỉ còn gói gọn một cái đoạn ngắn nữa thôi. Cho nên phải, nếu mà muốn lập lại cái đại hội Long Hoa để chúng ta thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thì chúng ta phải trải qua những cái thử thách và gián nạn. Nó trải qua trên hành tinh chúng ta phải trải qua 10 cái chết. Như vậy thì ai cũng phải chết hết, nhưng mà muốn thoát chết thì phải làm sao? Cái này là cái đặc biệt à. Muốn phải thoát chết thì phải làm sao? Chứ không phải chết là cũng phải chết, nhưng mà đời sau khi chết thì rồi, nhưng mà đạo sau khi chết được ngồi tò xe. Cái đó là cái đặc biệt. Đôi lúc người ta nói là tu cũng chết, không tu cũng chết, đúng. Chứ không phải không chết, nhưng mà nó có hai cái cách chết. Cái cách chết của cái người biết đạo biết tu là cái cách chết khác, và cái cách chết của cái người không biết tu là bị đọa lạc trầm luân. Thì cái thứ nhất đó là ở dương thế chúng ta tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, ti lứa trời thưa gặm thinh thinh chứ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh phạt chứ thưởng hai đường tỏ rõ. Đó là cái chết thông thường mà chúng ta tạo tội thì chúng ta phải hưởng tội, mà chúng ta tạo phước thì hưởng phước, trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy, trồng cây lành thì dị quả thơm tho, ti không thấy mà sao chẳng mắt. Vậy thì do chúng ta gieo cái hạt giống. Thì quý vị đến cái vai đoạn này đó, quý vị mình thấy là then này thế giới lắm phong ba, lừa lọc con tiên diệt quỷ tà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Giai đoạn này cái giai đoạn bộ máy thanh lọc của Ngọc Đế đang thanh lọc, sàng nhiều lần nhiều nỗi thon giòn lọc lừa cho cử kỹ như gạo son đủ đầy. Như vậy thì quý vị mình thấy là cái vai đoạn này thì vai đoạn là lừa lọc con lành diệt quỷ ma, lừa lọc con tiên diệt quỷ tà. Vậy thì Phật tiên vận chuyển lọc lừa,
chúng sanh gắn kiếm mối duyên hội này. Thì trong cái hội này không cần quý vị mình đem cao lương mỹ vị là đến, chứ thầy nói đến với ta chứ đem được cũng chỉ mang theo hai chữ thành lòng, đâu cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng tỳ lòng hối ngộ. Vậy thì khi mà chúng ta đã giác ngộ trong cái vai đoạn này thì quý vị mình nó sẽ trải qua tới 10 cái chết nó mới lập được cái hội, chứ không phải chuyện đơn giản. Mà 10 cái chết trên hành tinh mình nó sống dập gió dùi, chứ không phải chuyện cuộc dương thế ngày nay mỏng mẻo. À, đời nay mỏng tợ màn the, chúng ta bà tim lụng vào mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành không có mắt mà cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Nhưng mà việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến này cho khó trách. Cái quả đến là tới đây, những cái quả đến nè, quả đến đương thân thì chúng ta không nói, mà quả đến đây đó là tất cả chúng ta thấy cái đại quả Covid-19 là cái đại quả thứ nhất không đẹp dở. À, thì cái đại dịch Covid-19 là cái thảm quả trên hành tinh chúng ta. Đây là gỡ một cái thông điệp vô thường, mà vô thường mau lẽ sớm hồi đầu thân này, tuy có chẳng bệnh lâu, mai lo danh lợi chiều, nhắm mắt khá mau niệm Phật kẻ bắt đầu. Thì ngay tinh tấn tầm giải thoát, không tu khi chết biết về đâu, không niệm Phật thì chết không biết về đâu. Ngày đêm gắn nhớ câu niệm Phật, nguyện về cực lạc mới khỏi đọa sau. Cũng như qua rồi mấy cha ông cũng thấy lần lượt đây rồi đến cháu con, rủ nhau đi mãi đường mòn đường xanh, nẻo tử vẫn còn tử sanh, từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hỡi ơi, đó biết có nơi địa ngục. Nhân cái dịp này là cái kỳ xả tội, nay còn một lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ mà trồng bông kiển giống như hướng nấy. Vậy thì bây giờ cái kỳ này thời kỳ ăn xá xả tội thì chúng ta thấy đó, hành tinh chúng ta Đức Thầy tiên tri từ năm 1939 nói chết là cái đại dịch Covid-19, mà quý vị mình thấy chết là khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại. Mà cái bệnh này đó là bệnh này là bệnh chờ, cho nên tất cả nhà khoa học gia trên thế giới nghiên cứu không có thuốc nào chống ông trời nổi. Nếu mà khoa học mà nó nghiên cứu chống được đó là ông trời bất lực, ông trời không có làm gì được hết. Mấy tay này dám chống ông trời là được đó, nhưng mà nó không bao giờ chống được. Vì sao? Đức Thầy nói no chiều gọi lại, nói bơ dương chằn sắp dướng bệnh chờ từ đây. Bệnh này là bệnh chờ, cho nên không được. Sở dĩ gửi thông điệp đó để không phải xô dập xuống cái một là tiêu, không vớt được cái nhóm nào ngóc đầu, nhưng mà là gửi cái thông điệp này đó đặng cho những cái người mà hứa hẹn đó, mấy cái anh mà hứa hẹn đó vài năm nữa tôi cũng phải tu, vài tháng nữa tôi trả nợ dứt rồi tôi tu, vài bữa nữa tôi trả nợ dứt rồi tôi lo nợ nần dứt rồi tu, lo làm giàu cho thằng Út, lo làm giàu cho mấy đứa con mình, lo làm giàu cho con mình này kia cái nọ, là mấy tu. Quý vị mình sai lầm quý vị ạ. À, đời tận thế mà còn lặn lửa chẳng chịu, mau cải giữ về lành, làm Phật gì phải được lòng thành thì mới được giảng sanh cực lạc. Tương như muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiện biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhà hạ. Trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh, coi đời coi được Phật được trời, có phép lạ của tiên của thánh. Trên kia mình không chịu, mình để cho là quằn quặt khổ đau dưới này, mang cái thân hình tứ đại do đất nước gió lửa hiệp thành, hữu chi bình chắc. Những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, tới người khác rồi tới người khác nữa, nghĩa là trong nhân loại không thiếu sót một ai. Bệnh với tử từ kim chỉ cổ mà sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngày tầm đạo. Vậy thì chúng ta thấy rất là sanh lão bệnh tử nó tới kề cận chúng ta, lúc nào nó cũng đe dọa chúng ta. Nhưng cái này gỡ cái thông điệp vô thường cho toàn cầu quá, không riêng một mình ai. Vậy thì chúng ta là toàn ở đây, chúng ta gây nghiệp là tới cái ngày trả quả ầm ĩ biết bao. Thì cái thông điệp này đó là cái thông điệp bệnh, là sai chư tướng xuống găng trần thế, đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Nhưng mà mình đừng lo, Đức Thầy nói từ rài hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Vậy thì chúng ta tu thì đem được Phật vào trong tâm thì tất nhiên là chúng ta có cái lòng từ bi, biết ăn chay, biết thương người và mến vật, đó là thể hiện cái lòng từ bi. Mà tâm từ bi là sánh thể ngọc ngà trong các báo khó bề tánh thiện. Vậy thì đây là cái thông điệp mà chúng ta niệm Phật để đem cái lòng từ bi, à, để mở rộng cái lòng từ bi ra. À, vậy thì khi mà chúng ta mở rộng cửa từ bi ra thì giúp người đang mong đợi được tu hành. À, thầy nên giải việc lành cho cái bài cho ông thầy Đỗ Giàu đó. Thì quý vị mình thấy đó là khi mà chúng ta thấy là trong cái giá trị này đó thì nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta phải chết.
chết cũng bị cái dịch này mà nó còn hoành nữa quý vị à. Không phải gỡ thông điệp vậy là thôi, tới nó hoành lại một lần nữa là trên hành tinh chúng ta, là khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại. Đây, Đức Thầy nói là đến cái giai đoạn đó là lớp đau chết kể thôi vô số. Bây giờ còn thống kê là tính đếm được là cái số nhiễm nhiều, số bệnh nhiều, cái số chết nhiều vừa qua rồi, là còn thống kê trên hành tinh mình bao nhiêu người chết, bao nhiêu người sống thì còn tính đếm được ha. Tới chừng đó đó là lớp đau chết kể thôi vô số. Nhưng mà đặc biệt có cái là lạ dứ là mở cửa lên luôn. Thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng mở mấy từng một môn mười cửa xem thấy ghê không. Vậy thì quý vị mình biết đó là chúng ta thấy là cực kỳ khốc liệt. À, cho nên nó là nếu mà chúng ta trong cái giai đoạn này chúng ta không tu, à, như vậy thì thêm tà ma yêu quá chặt được. Đọc lại cái đoạn này chúng ta thấy rõ ràng, lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường, vô số là không thể nào tính đếm được, thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác, nấy khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng, thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tặng diệt, lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, chữ biến là mắt, di là giờ, thương hải là biển xanh, cảnh hồng trần tợ biển minh mông, nói lời sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng mặt gian. Vậy thì khi mà cái thứ nhất là chúng ta được gỡ cái thông điệp ra là bệnh chết, cái thông điệp thứ hai là chiến tranh, vừa đại dịch Covid 19 vừa lắng dịu thì chiến tranh của Nga với Ukraine bùng phát chiến tranh. À, như vậy thì nội chiến tranh năm ngoái và năm nay thì suy thoái kinh tế toàn cầu quá, toàn cầu luôn. Vậy thì chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên chiến tranh này. Vậy thì sở dĩ là con người tàn bạo mới có cuộc chiến tranh này, giống như là quý vị mình thấy đó, là giặc Tỳ Lưu Ly bên đó, kéo qua là do gì, là giết cá ở dưới cái hồ đang bị cạn, à, giống như cái hồ nước cấm mình bây giờ đang cạn đó, bại lưng lên thì xuống lộng xuống giết, rồi sau là thành cái nhớ tớp cá nó thành giặc Tỳ Lưu Ly, nó kéo qua đánh cái nước Ấn Độ, là cái những cái người mà ăn thịt nó đó, bây giờ nó sát phạt lại để nó máu nợ máu phải trả bằng máu, thì giết người là đền mạng. Vậy thì lúc này đó là quý vị mình thấy đó là chiến tranh tàn khốc cho loài người tàn bạo gây nên, có người loài người tàn bạo mới có gây ra là chiến tranh. À, thay nồi trong canh ngọt, đau thẳng tặng thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò lửa gây thành lửa quả đau binh. Như vậy thì quý vị mình thấy đó, à, tiếng kêu trong lò thịt gây thành quả đau binh đó thì do nơi là con người mình không à, do vậy đó mà chiến tranh. Khi mà nói tới chiến tranh á, chỉ đất nước Nga với Ukraine là hiện bây giờ đó là mỗi một bên đó là gần trên dưới 300.000 người chết rồi, một bên đó. Vậy thì hai bên vậy là chiến một cái cuộc chiến đó là trên 300.000 người rồi đó. À, thì quý vị mình thấy là khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại. À, rồi người ta phải đi tị nạn xứ này xứ kia rồi loạn lạc, làm cho điêu nhân sanh điêu linh đầu tháng là do chiến tranh. Đó, là hai cái chết của hành tinh chúng ta, hai cái chết hành tinh chúng ta. Mà chưa dừng lại đó, quý vị mình thấy tình hình ở Trung Đông sao? Tình hình ở Trung Đông đó là cũng chuẩn bị trong cái chiến tranh bây giờ đâu có ngưng đâu, mà quý vị mình thấy là Âu Á lung tung nhuộm máu đào, cuộc lung tung gói gắm chợ Âu, khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xét xung nhau. Khắp thế giới binh là gì? Binh là binh lính, mà lương là lương thực, chữ cũ là dụng cụ, chữ túc là đầy đủ. Khắp thế giới nó chuẩn bị cho binh lính nè, chuẩn bị cho dụng cụ nè, à, đầy đủ hết, lương thực đồ đầy đủ hết. Khắp thế giới binh lương cụ túc, binh là binh lính, chữ lương là lương thực, chữ cụ là dụng cụ, chữ túc là đầy đủ, chuẩn bị cho đầy đủ hết. Đất nước nào không chế được nó giấu, đất nước nào không chế được mua, à, đang chuẩn bị. Đất nước nào chế không được là mua, à, như vậy thì đất nước nào chế được đem ra bán đều hết trơn, ai cũng có vũ khí hết trơn á, à, anh không lắng tôi là tôi không tha anh, không từ ai. Thì đó là mấy chiến tranh, mà chiến tranh tới đây đó là không phải một hướng một, quý vị. Chiến tranh tới đây không phải một hướng một, mà nói về tới chiến tranh đó thì quý vị mình thấy đó là cực kỳ khốc liệt. Thế thì cho biết là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha Phật mới cứu khỏi nơi có lửa, can qua bên lửa sát sanh linh, như Phật trời quay sắc ngọc đình, chỉ tội cho xong loài ác bạo công đồng, thử phạt hết giao dịch. Vậy thì nói tới chiến tranh đó là cục diện của chiến tranh. Nếu mà nói chung chiến tranh thì quý vị mình thấy là
đó là khởi sự chiến tranh là gửi thông điệp, mà vô cái cục diện chính của chiến tranh thì tình hình Biển Đông và cái núi Tà Lơn bên Campuchia lao sao bể bắt mấy non tàn. À, ông Cử Đa ông nói trong giảng xưa đó, sau này một trăm mấy chục nước đặng coi chư quốc non tàn giành chia đó. Như vậy thì ở đây đó là chúng ta thấy đó, sau này có một cái cục diện chiến tranh. Đầu tiên đó là khởi ở tình hình Biển Đông. Nếu mà Biển Đông sống dậy thì không phải quánh bình thường đâu quý vị ạ. Nói ở đây đó là quý vị mình thấy là rõ ràng tại sao phải đánh tình hình Biển Đông. Đầu tiên đó là cái giàn khoan 981 của Trung Quốc qua đây dọ là thấy đất nước Việt Nam chúng ta có một cái túi đựng dầu khổng lồ, mà trên hành tinh chúng ta chỉ có cái mỏ dầu. Đất nước nào có mỏ dầu là do cái túi đựng dầu khổng lồ này chiên nhánh ra này. Chiên nhánh ra, cái túi đựng dầu này chiên nhánh ra mấy cái mỏ kia. Nếu mà mấy mỏ kia cạn kiệt hết trơn, đất nước Việt Nam chúng ta nguyên cái biển vậy đó, nguyên cái đất nước Việt Nam, nguyên cái biển vậy đó, là một cái túi đựng dầu khổng lồ trên hành tinh chúng ta. Như vậy thì quý vị mình biết đó là khi người Trung Quốc đã dò biết được cái túi đựng dầu khổng lồ rồi, rút cái giàn khoan phan 981 lên đó, là Việt Nam mình tưởng đâu là êm. Không ngờ là rút cái giàn khoan 981 qua chiếm cái Hoàng Sa, làm cái sân bay để nghinh chiến thế giới. Tự nhiên đó, như vậy đó, xưa kia bạo ngược nhà Tàn, đem lòng hung ác giết lằn nhân nhu là ăn cướp nước. Bây giờ nước ai nấy ở nhà tự do không chịu, bây giờ qua Việt Nam chúng ta để làm chi? Để họ là xâm lắng mượn Việt Nam làm bằng đạp để nghinh chiến thế giới. Lấy Việt Nam được thì lúc này đó là lấy Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines rồi dài dài, Indonesia, rồi Thái Lan, Singapore rồi lấy hết Đông Nam Á, Nhật Bản, nói chung là Hàn Quốc rồi lấy hết sạch sành xanh hết trơn. Trung Quốc nó có thông tính gì đó, muốn làm bá chủ hoàn cầu, nhưng mà bá chủ hoàn cầu chưa thoải mái, muốn là hết trơn luôn, không phải riêng Đông Nam Á là bao gồm hết trơn. Nhưng vậy đó mới có cái cục diện chiến tranh là đơn giản, tới chừng đó không phải đánh vừa mà người ta rút lui đâu, đánh nhẹ nhẹ người ta rút lui đâu, nhưng mà tới đó là hạt nhân xuyên lục địa kéo ra nó đánh luôn. Là mặt nước biển lô nhô lặn hợp, chim đua ba cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nước sục sôi, đánh là nước ở dưới mà nó sôi luôn đó, ngọn thủy triều nô nước sục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển, dùng thứ hạt nhân xuyên lục địa nó xỉa qua rồi đó, bắt đầu đụng ông Năm Chèo. Ông Năm Chèo ông nói tao nằm dưới này bay không yên, để trái bơm nó qua nó bấm trúng ông Chèo. Ông Chèo ông nói trời ơi tao ngủ đây, tao nằm êm đây, tao không mắc mớ gì tụi bay, mày quậy hả, tao quậy cho tụi bay thấy. Thì lúc đó đó là khi mà trải qua bệnh dịch nè, rồi chiến tranh nè, vì mình nghe cái câu, mình lược lại cái câu mà mặt nước biển lô nhô lặn hợp, mặt nước biển lô vô lặn hợp và chua chim đô bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nước sụp sôi bầu chát một cái hang lưng chuyển. Hồi xưa mình nghĩ là mặt nước biển lô nhô lặn hợp thì gió sóng biển thì nó hợp lên hợp xuống là bình thường, nhưng mà không phải vậy. Cái điều đó chúng ta thì nghĩ sai. Khi mà tất cả tàu chiến đó, như mà đầu tiên đó là Việt Nam mình là mét với đàn anh là Mỹ đem vô 5 chiếc hạm đội, mỗi một chiếc hạm đội là nó bằng cái xăng vận động vậy đó, mà trong cái phang đó nó là 4 mét đó ha, là mỗi một cái phang là có một chiếc tàu lặn, phang chiếc tàu lặn mà lừ trong đó đầy nguyên cái xăng vận động, nó bấm đúc một cái là theo dòng phang trong đó nó tuôn ra, nó đen biển luôn. Mà 5 chiếc như vậy đó, rồi vừa qua rồi năm ngoái đem thêm 20 chiếc nữa, rồi Nhật Bản nó tặng cho mình ba chiếc nữa, tổng cộng nó là gom hết là gần 30 chiếc. 30 chiếc này là thế giới nó đem lợi mạnh, nào đem tàu chiến lợi là tình hình Biển Đông nó sống dậy. Thì sống dậy là đánh bình thường không được, thì khi mà mặt nước biển lô nhô hợp là tàu lặn nó tuôn ra rồi. Nhưng mà chim đua bay, những mà chiếc máy bay chiến, máy bay không người lái nó ship là đặt ở trên tàu lặn, tàu chiến hết trơn. Khi mà nó bấm nút xè cánh ra, bấm nút xè cánh ra, nó bay như chim ở trên trời, nó bay đen cái bầu trời ở biển hết. Chim đua bay nhưng mà cá lại tranh mồi, tàu chiến nó bắn, nó đánh giết với nhau khủng khiếp cho chúng sinh nhân loại. Tới cuối cùng là nó hạ với nhau là thay lấp Bình Đông biển lớn. Vậy thì đắp biển lớn luôn. Vậy thì lúc đó là quý vị mình biết đó là chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều
nôn nước sục sôi bầu trát một phen lương chuyển à, gọi là chiến tranh qua rồi là hai cái chết rồi tới cái chết là tà ma yêu quái xuất hiện. Thì tà ma yêu quái chặt đường à, rồi tà ma yêu quái chặt đường thì quý vị mình thấy đó là ở ngoài đường nó biết tên mình, tin cũng không cũng mặc tình, bởi vì á là quỷ dương nó đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, bởi vì trời mở cửa quỷ dương xuống thế mà à, thiên hoàng mở cửa các lăng địa hoàng mở mấy từng một môn mười cửa xem thấy cái hồn cho chẳng có thử có mà hay không, rồi nhân hoàng cũng lấy cái công cũng đồng tự trị kẻ lòng tại gian ấy là lính sinh sang tam hoàng trở lại là thượng quân. Vậy thì khi mà nói tới cái chết thứ ba đó là quý vị mình biết là tà ma yêu quái cũng giết người, nó kêu là chết. Cái thứ tư là thì quý vị mình thấy là hổ lang ác thú xuất hiện, hổ lang ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Vậy thì quý vị mình thấy là cái cục diện đó là cái thứ năm đó. Như vậy thì tà ma yêu quái nó xuất hiện rồi, quý vị mình thấy khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại, khủng khiếp luôn chứ không phải chuyện đơn giản. Quý vị mình thấy trong cái đó là bắt đầu hổ lang ác thú nó xuất hiện luôn, trong cái vai đoạn đó là hổ lang ác thú nó xuất hiện luôn quý vị, hổ lang ác thú là xuất hiện khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại. Nhưng mà cái cục diện mà đánh ở biển Đông xong rồi nó kéo qua đặng xem chư quắc non tằng dành chia đó, ông Cử Đa ông nói sau này 100 mấy chục nước là đánh giành ở cái núi Tà Lên của Campuchia, xong rồi đánh ra đó rồi một nước nó thu được mười mấy nước rồi nó gom lại tới cùng 18 nước mới về dùng Thất Sơn mấy núi. Còn một cuộc chiến manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi, nhìn xem trong ngọc chịu mơ sau đời không sớm tách rời khỏi mê, để đến việc thảm thê thảm mắt thầm trần từng lãm đi ai cũng đồng cốt nhục hoài thai. Thầy nói nên ta gắng sức miệng mài giải thiên thi chú thằng tiên giáo bút, bỏ cơ trời là thúc bên lưng, không tu chừng khẩu cũng ngưng, mà tu hành gặp cảnh vui mừng cõi thai. Vậy thì khi mà cục diện chiến tranh nó chưa dừng đó, khi mà về tới núi cao dùng Thác Sơn bảy núi rồi, quý vị mình thấy đó, quánh bằng phép thật không còn là quýnh bằng hạt nhân liên tử bằng súng ống gì được nữa, tới đó bằng phép thật nó phát cờ cái nó đọc thần chú là ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường, dốc lòng tranh bá độ dương đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khóc cho dân khiến lòng bân tăng sĩ bân phân lo lường. Vậy thì quý vị mình thấy Đức Thầy đã tiên tri từ năm 1939, bây giờ cái cục diện nó từ từ nó xây dần ngày sau thế cục xây dần về Nam, nước Nam như thể cái lòng sau các nước đâu đông phục tùng. Thì lúc này đó là về cái vùng Thác Sơn bảy núi quánh bằng phép, rồi lúc này là Phật xuống mới thu phép được. Đức Thầy nói là Phật truyền thâu hết phép thang, đọc trước đó một câu thì địa tiên tài phép đa đoan phi đao bổ biến mê mang mắt tràn, mới tới cái câu là Phật truyền thâu hết phép thằng cứu an bá tánh một lần nạn nguy, rồi phiên binh bốn phía tứ di kể sao cho xiết chuyện ni sau này, lớp thì thú ác dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó là mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa, bây giờ còn hỡi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này, hiền lành chừng đó xâm dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đức Thầy nói đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân mấy thiên đoàn mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy gây hồn cho chẳng có thử có mà hay không, rồi nhân hoàng cũng lấy lẽ công đồng từng trị kẻ lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân, thiên văn lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây, người hung đó là chết đắc chặt thay, nhìn xem bất thảm ngày dài cho dân, những người còn được sát thân thì là đài ngọc các lăng giữa trời. Cho nên đó là bây giờ kẻ sở người tài hường lương đến họ cũng kề với nhau. Vậy thì quý vị mình biết đó là Đức Thầy diễn tả qua cái đoạn này để nói kết thúc cái chiến tranh, rồi tà ma yêu quái hổ lang ác thú xuất hiện à, quý vị mình thấy đó, rồi bắt đầu cái đói chết, cái đói trên hành tinh mình là trên cành cây không còn một cái lá nữa. Lúc này mà nói ăn chay là ăn không nổi ha. Lá cây lúc đó không còn lá cây. Đói. Tới đó là lá. Hỏi bây giờ là suy thoái kinh tế toàn cầu rồi là bắt đầu cướp giật cái nạn cướp giật. Cái nạn cướp giật là cái chết thứ 6. Cái nạn đói là cái chết thứ 7. Cướp giật là cái chết thứ 6. Mà đói là cái chết thứ 7. Bởi vì kẻ người giàu có sao nhiều tái ấp. Ở quá tánh gừng sau có mạch,
Tiêu Minh là mà có đền vàng. Vậy thì quý vị ơi, bây giờ họ thất nghiệp quá thì sao? Thất nghiệp quá rồi lớp nào là dân ăn chơi phát tán đó, rồi bắt đầu họ sẽ loạn loạn và bắt đầu nó kéo lần vài trăm người. Bây giờ đói quá là ở nhà mấy ông giàu xử, bây giờ xin cho cũng chết mà không cho cũng chết. Bây giờ nếu mà mấy ông có đủ khả năng mà giết mấy ảnh thì mấy ảnh chết, nhưng mà tớp này thì chết thì tớp khác cũng lợi giật nữa. Do vậy đó đói là nó liều mạng, trong người liều mạng. Bây giờ mấy ông đem cho chứ sao nữa, cho hết của đi chăng rồi chứ sao, nó đâu tin chàng lỡ cái nhà giàu mà không có đức. Còn cái nhà này giàu giàu nào có đức mà cho hoài đấy ha. Bây giờ có cho lại gai đấy ha, tới đó nó không lợi nhà đó. Nói ông này có đạo đức nó để dành đó. Nhưng mà đói á, cái cục diện đói á, thì đói thì ăn bắp ăn phai, nhưng mà hết bắp hết phai chiều mai ăn đá. Còn cái người tu mình á, lúa bay về núi dành vài ngày sau, vì mình thấy trong Nguyện Nhất thầy nhắc đó. Thì nhưng mà tới cục diện đó, đói thì ăn bắp ăn phai, nhưng mà hết bắp hết phai là chiều mai ăn đá. Cái thầy nói dương trần sớm liễu bắp phai, cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua, rồi nhắn cùng bổn đạo gần xa tu hành trì trí mới là liễu mai. Vậy thì Đức Thầy nói cái cục diện đói đó, mà tại sao đói mà ăn bắp ăn phai được đi cho đỡ đói, mà hết bắp hết phai chịu mà ăn đá. Ai là cái người là minh chứng cho vấn đề ăn đá? Chính ông Biện Đài. Ông được Đức Thầy dắt đi núi Tà Lơn, Biện Đài nói đói bụng quá, thầy ơi nói đói thì nướng phai ăn. Thầy nói phai đâu đây, ông Biện Đài nói phai đâu đây nướng. Nói, ông đi kiếm cây ông gom lại ông nhúng bếp lửa này, rồi để củi vô khô vô bắt đầu nướng phai ăn. Cái cuối cùng thầy lượm mấy cục đá thầy thảy vô, thảy đá vô và nướng một hồi đó, thì là thầy nói khoai chín rồi đó Đài à, lấy ra ăn đi Đài. Ông Biện Đài ông không dám nhúc nhích gì, ông ngồi chích chăn chỗ vậy đó. Thầy nói không ăn tôi ăn à. Thì ông Biện Đài ông nói là Đức Thầy khiêu cái cục đá ra, Đức Thầy mới cầm, Đức Thầy phủi gì đó, thầy phủi bắt đầu lộ cái lớp đen nó ngoài ra. Ông Biện Đại ông nói nghe cái mùi thơm đấy giống như phai lang nướng của mình, mà nó thơm mà nó không biết làm sao mà kiềm chế không được, nước giải ông ruộng vậy đó. Ông nói nghe vừa đói bụng mà nghe cái mùi phai lang nướng nữa, thì lúc này thì ông mới không có còn mại hơi nữa, không còn mại hơi chú nấu nữa, bắt đầu lớp lỡ bắt đầu khều ra. Ông nói là lột ra rồi cái mùi thơm nó bát ghét, nhưng mà cắn vô một miếng là nó bùi, nó thơm, không có phai lang nướng nào bằng. Đó là minh chứng cho cái vụ mà đói mà ăn bắp ăn phai, hết bắp hết phai chiều mà ăn đá. Nhưng mà cái người niệm Phật ăn đá được nha quý vị. Tới chừng đó là cái người niệm Phật mới thấy phai lang. Còn cái người không niệm Phật không có tu đó thấy đá không ăn được. Cho nên đó là cái chết đó là cái chết đói. Còn cái chết thứ 8 đó thì quý vị đi biết là sụp đắc chết. Sụp đắc chết. Cái hành tinh chúng ta bây giờ đó là nó không còn sức sống nữa. Bây giờ nó bị hủy diệt hành tinh. Bị hủy diệt hành tinh là cái cõi trời phải bị hủy diệt luôn nha. Khi mà lập đời mới là hủy diệt cái cõi trời và hủy diệt cái cõi địa ngục và hủy diệt hành tinh chúng ta. Cho nên nó là 3 năm không chở nhóm chiều, nhà không ngỡ niệm nhiều, năm mô thay không lấp mà để phơi khô, nước không có uống biết năm mô đạo nào. 3 năm vậy là chiều không có chở nhóm nha quý vị. Trong cái khoảnh khắc đó là khủng khiếp cho chúng sanh nhân loại. Thì ở đây đó là đất nó sập xuống là lý do gì? Lý do nếu mà nói theo cái bản bát quái đồ đó là kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên đó là hiện bây giờ đó là nói về cái bản bát quái đồ đó có âm dương trong đó. Âm dương trong đó gọi là lưỡng nghi, nó sanh ra tứ tưởng nó sanh bát quái nó sanh ra ngũ hành. Cho nên lúc này đó là thu ngũ hành lợi đó, là ai là cái người thu ngũ hành thì lúc này đó là khi thu ngũ hành rồi đất mới sập xuống. Khi mà thu ngũ hành rồi đất phải sập xuống. Khi mà đất nó sập xuống rồi đó là chúng sanh không còn cái chỗ đứng. Như vậy thì khi mà quý vị mình biết đó, đất nó sập xuống rồi là hỏi ôi cái đường đời, bởi vì cái tầng lớp ozone bề dưới đó là nó che chắn đất để cho nước nó đựng xì lên cái mặt đất này. Nhưng mà từng lớp ozone bề trên hiện giờ ở tại Bắc Cực nó rách. Rách là sao, lý do làm sao mà phải rách? Bây giờ cái hành tinh chúng ta đó là cái quả địa cầu chúng ta đó là nó có sức sống giống như chúng ta là tiểu hành tinh, còn cái quả địa cầu chúng ta là đại hành tinh. Bây giờ cái đại hành tinh của chúng ta đó
Hiện bây giờ đầu tiên đó là do cái gì? Là do loài người mình không, quý vị. Đấy, loài người là quỷ diệt hành tinh, loài người là con vi trùng vi quẩn của hành tinh. Ủa tại sao nói vậy? Bây giờ thời xưa con người ít sanh ra nhiều đó, con người ít xuất hiện trên hành tinh thì nhiều đó, thì cây rừng đó là khủng khiếp luôn. Cái tỉnh Đồng Tháp mình đó là cây rừng không, quý vị. Khi mà sáng bút hồi xưa đó, sáng bút trong kia 5 thước 7 thước đó là cây cổ thụ, nó nằm ở dưới lớp lớp là cây bành gì gì không, cây là 5-6 người ôm, 7-8 người ôm không, cây bành gì không. Vậy thì khi mà con người sinh sản ra nhiều đó, đốn chặt phá cây rừng, cây rừng là gì, là cây đó là lá phổi xanh của cái địa cầu chúng ta, mà bây giờ chặt phá lá cây là cái hủy diệt cái phổi xanh của quả địa cầu chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Còn cái chất dinh dưỡng của quả địa cầu chúng ta là chất gì? Cái chất dầu khí. Mà bây giờ là con người sinh sản ra nhiều quá, chế ra nhiều, cơ giới quá quá thì sao? Thì lấy cái dầu khí đó, cái chất dầu khí đó lên thanh lọc đâu đó đàng hoàng, cái là phục vụ cho cơ giới quá, xe cộ, tàu thuyền, máy bay. Thì bắt đầu cái nó khi mà vô trong máy rồi, nó đốt cháy rồi, nó thải ra cái chất carbonic, cái chất carbonic và cái chất etoxid và khí thải của CO2. Nó mới bám lên cái bán cầu quá, bám vô từng lớp ozone. Bây giờ cái từng lớp ozone nó che chắn ở bên trên để nó giảm đi cái nhiệt độ nóng hệ liệt của mặt trời. Cho nên dưới này còn 3 mấy độ C, 4 mấy độ C, 5 mấy độ C, 60 độ C trở lại hành tinh chúng ta sống. Mà nó rất ra rồi đó, là từ ở trên cái hệ liệt mặt trời đi thẳng xuống hành tinh chúng ta đó. Thì quý vị mình thấy sao? Khủng khiếp cho chúng sinh nhân loại. Bắt đầu khi mà nó xuống đây rồi đó ha, là cách nay 30 mấy năm đó, khoa học đo cái độ nóng của mặt trời đó là tất nhiên chỉ nói có 3.800 độ C thôi. Mà nước mình nấu, quý vị, nước mình nấu là nó sôi đó 98 độ C đi, mà nấu sôi đó 100 độ C, đủ độ 100 độ C, mình nấu cái phi nước mình nhảy vô chọc thử coi mình tiêu không. Mà nước lúc đó là nước nó sôi, chỗ nào còn nước là nước sôi, từng lớp ozone bề kia đó nó rách ra rồi đó, thì bắt đầu lửa trên trời cháy xuống. Mà Đức Thành nói mấy tiên tri là nhìn lần trời lửa cháy liên liên, tiêu điều sẵn giặc điền nhiên, thằng không biến quá miền trung mương, còn kẻ tà gian sao bị lửa thiêu. Người tu niệm sống đời thượng cổ, mình hạnh phúc là cái chỗ là tu niệm sống đời thượng cổ. Vậy thì chúng ta thấy là cái điều này là một cái điều rất là hy hữu. Thì lúc này là hành tinh chúng ta nó sẽ diễn biến ra cái thứ hai là lửa cháy, là tổng cộng là 9 cái thảm họa cho hành tinh chúng ta đó, 9 cái thảm họa. Bây giờ là khi mà đất nó sập xuống rồi nước nó dâng lên vậy thì khi mà cái từng lớp ozone bề dưới á, nó chằn ra nó gắt là hành tinh chúng ta sụp hết xuống, là bắt đầu cái hệ liệt mặt trời không còn phải là 3.800 độ C nữa. Mà khoa học á, là cách nay là 9 năm đó, là khoa học nó đo rồi đó, lên đài và tôi nghe cái đài là báo là đến cái mảnh vỡ và cái mảnh của quả địa cầu đó, là đo lại cái hệ liệt mặt trời đó là trên 4.000 độ C. Thiếu đạo đức sắc gan cũng chảy, thì 4.000 độ C mà thép mà nấu ra có 300 mấy chục độ C là thép đã chảy ra rồi. Mấy quý vị, cái tướng của mấy quý vị mà có cứng bằng thép không? Thép mà còn chảy đó, thép mà có 300 mấy chục độ C mà còn chảy, mà cái hệ liệt mặt trời nó đi thẳng xuống hành tinh chúng ta trên 4.000 độ C, chỗ nào còn đất nó cháy xuống 3 trượng là trên dưới 9 thước, đừng nói mấy ông kia nói có một thước ha, có 5 tấc, không phải đâu, 3 trượng là tất nhiên là trên dưới 9 thước. Nó cháy chỗ nào còn đất là cháy rụi hết trơn, chỗ nào mà bằng sắt nó chảy hết, chỗ nào nước là nước sôi. Lúc đó là quý vị mình thấy là khi tẩy trần mà trong thấy hải kinh, thi thay bèo sát bọt linh đinh diều tha quả xé chúng sanh tử nàng, trời giáng mặt gà vàng lố bóng đất châu mài thỏ trắng bạc tinh, nhìn vào đại nạn chúng sanh quỷ thần phải thất kinh dí hồn. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dại cũng cho trăm đời mỗi một lần bôi, cỏ cây tiêu sạch thú người đều tiêu, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổn kiến, lấy đá toan mà luyện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sống chết, trứng gà còn không. Kỳ đại nạn cũng đồng cảnh đó đó, là cái điều chết thứ 10 đó là tẩy trần. Khi tẩy trần mà trông thấy hải kinh, theo bèo xót sắc bọt linh đinh diều tha quả xé chúng sanh tử nàng, không bao giờ một móng nào sống. Nhưng mà đặc biệt có cái là cảnh hồng trần tự biển minh mông, nhưng mà lửa cháy quý vị mình không được nha. Mình niệm Phật là có cái quả thần lung úp che đậy, là 4 vị thần linh ở bên cái quả thần lung bên ngoài. Niệm Phật có 4 thần linh thường thường bảo hộ mình một khác. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hy xả Phật ban phép lành. Cái quả thần lung đó là 4 vị thần linh đứng ở cái quả thần lung đó, chúng ta không bị lửa cháy, chúng ta không bị chết chìm, không còn đất nhưng mà chúng ta không bị chết chìm.
Rồi tới cuối cùng đó là qua đó lắng dịu lại trong cái đại hội long qua đó là dân thù Bồ Tát Từ Bi chiều phiền Bát Nhã, nói chiều phiền Bát Nhã chỉ trí tuệ Bát Nhã là thả sen tới rước từ cái người tu, từ cái người niệm Phật liên qua đua nở nụ cười rước đôi lương đóng chào người chân tu rước vào cái đại hội vậy thì long qua hội ăn càng lo lập lập cho gọi tâm thập lục nhân lôi âm dục khởi tiếng đờn thắt sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo nơi phía trước treo leo tiếng khóc đứng sau linh hình hình dốc giả chân nước kia nè lửa nọ nè tưng bừng thảm cho thấy sự lấy lừng nặng tay thờ cũng bỡ không ai tu niệm cứ lẳng lơ ngạo biếm phe pha đến nay là mũi tai nàng tam thiên lục bá khắp tràn hải vật. Đó là cái lời tuyên tri của đức thầy không bao giờ sai ngoa cho bây giờ tất cả nhà Phật học trên thành tinh này đều tin chân lý của đức thầy, cho nên nó là 160 mấy nước hiện giờ đang tin giáo lý đức thầy, đang in ấn ra để truyền ta in lại là ta in ta dịch lại đó, in dịch lại để cho người ta tu trên đó ta tin cái lời tiên tri của đức thầy tất cả nhà Phật học. Cho nên nó là khoa học nó chỉ hiện bây giờ nó tàn cột thôi, thu tàn cột thôi, chứ còn đức thầy đã nói từ năm 1939 đức thầy tiên tri việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn thiên cơ được linh nên thầy nói vậy thì quý vị mình biết đó, đức thầy tiên tri hiện giờ đã có cổ ngữ hằng ghi thẩm khổ đa tặng diệt nhân gian trực tiên pha lão giả hậu quy nhân ấu giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la lời xưa người cổ còn ghi những chuyện lạ kỳ nơi có hay chưa, đó quý vị mình có chưa, chưa là với kẻ chẳng ưa chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Vậy thì cổ ngữ hằng ghi thẩm khổ đa tặng diệt nhân gian trực tiên pha lão giả hậu quy nhân ấu giả ly kỳ thiên định dĩ thiên la, vậy thì cổ là gì, cổ là xưa, ngữ là cái lời nói nói ra rồi chép lại ghi chép lại, hằng ghi thẩm khổ đa, cái thẩm là sâu kín, chữ đa là nhiều, những cái khổ sâu kín đây chưa có dập ra hết được cho nên chỉ nói thoáng thoáng qua, bây giờ tới đó thảm với khổ ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông ngắn núi xương tha thiết, máu mà nó chảy thành sông mà xương sắc thành núi chẳng như thế bao giờ nào biết, chừng nhìn thêm hư thiệt mới tường. Thì cho nên là tu mau kẻo chảy hỡi người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi mà công danh phú quý bạc tiền là tuồng mỏng ảo giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thu cho lắm lại càng khổ thân, mai sau cách biệt dương trần hai bàn ta chẳng có phần nào đâu, chi bằng thức tỉnh tu mau kịp kỳ lâm hội cùng nhau thanh nhàn, mau mau nhẹ bước chiến xuống thòn vì đò chiều chiến chót rước toàn người tu. Cho nên đó là cái hạnh phúc của chúng ta ở cái niềm vui ở cái đại hội long qua cũng như cái thời thượng quân thánh đức có mặt long qua có mặt ấy là hiền nhân, mong rằng tất cả mọi người không còn chần chờ nữa và chúng ta thức tỉnh đi, gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy dình đạo pháp như vậy thì đó là chúng ta biết đó là giai đoạn, đó là giai đoạn chúng ta được hưởng kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Vậy thì chúng ta có cái phần thưởng, nói hết cái phần thưởng rồi hả, kết thúc cái đề này. Vậy thì chúng ta phải trải 10 cái chết là người là có đức độ là nhiều chết chậm, người có đức độ ít mà đức độ cái kiếp trước tồn lại cái phước làm người á, cái phước làm người là ngắn thì chết trước trong những cái thảm họa này, rồi tới cái phước làm người mà nó còn đỡ đỡ thì nó chết cái gì đó chết lần lần, cái người nào mà đức độ dày dày cái chết chậm chậm chút xíu gì từ từ tới cuối cùng là tải trần là luôn là không còn một móc nào chứ, tôi cũng chết mà không tôi cũng chết mà đời sau khi chết thì rồi đạo sau khi chết được ngồi tòa sen. Vậy thì sau này đó là được lập đại hội long qua thì quý vị mình, lẽ ra tôi phải nói là núi nổ ra là bốn thẻ như thế nào rồi là đại hội long qua lập như thế nào, người nào vô đó là hưởng được cái hội, vô cái hội đó là được Đức Phật A Di Đà ban ra cái phần hưởng gì, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà vậy thì cái đầu tiên đó là chúng ta được hưởng cái phần thưởng gọi là báo thân cái báo thân nếu mà chúng ta làm văn thôi, chưa nói làm Phật gì hết trơn, chỉ chúng ta làm văn ở nơi đó thôi là chúng ta được cái báo thân. Cái báo thân là bằng vàng ô kim đúng ngàn căn nha, ô kim vàng ấy ngàn căn dương gian muốn đổi lập thân cho tròn, có được cái báo thân đúng ngàn căn sau này không người nào nặng, không người nào nhẹ, không người nào cao, không người nào thấp, không người nào mập, không người nào ốm, đúng ngàn căn đồng ram với nhau. Rồi cái tâm quý vị đồng với nhau, tâm ăn chay niệm Phật đồng với nhau, đồng đạo nè, đồng đạo mới mang cái từ đồng đạo, đồng với nhau, đồng cái tâm ăn chay, đồng cái tâm cúng lại, đồng cái tâm niệm Phật, đồng cái tâm làm lành, đồng cái tâm giữ giới. Vậy thì khi đó là mới đồng với nhau, cái thân đồng nhau, tức là tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy cảnh như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chi nhân ngã, sẵn vị ngôi gần thân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gạt nhau, thân tâm
thường trụ hết gạt gạo thì chắc xô trượt tiêu tan mất cả. À, lúc đó đó bắt đầu là cực lạc tại thế, khỏi tịnh độ lắm điều thanh nhã, phàm thánh đồng cư tịnh độ. À, phàm thánh đồng cư tịnh độ, mình sống chung với Phật thánh tiên cũng chẳng xa chi là cao siêu. Đức thầy nói thiên hải gắn ghi, đức thầy nói ta gia sức giác diệu quá thánh, nam mô tam giáo nguyên quân, tới cuối cùng là khổ độ chúng sanh, a di đà phật. Tới cuối cùng là thầy giải cỡ nào, thầy nói cỡ nào, tới cuối cùng là a di đà phật, a di đà phật. Mình nguyện cái gì cái hồi cũng a di đà phật. À, là nói về pháp môn tịnh độ, nếu mà nói về pháp môn tịnh độ cái quy lực nó còn khủng khiếp cho cái phước báo đó nữa. Nhưng mà không nói về pháp môn tịnh độ mà chúng ta nói kết thúc là 10 cái điều chết. Nhưng mà quý vị mình biết thế, cái phần thử thứ nhất là cái báo thần, cái báo thần. Còn cái thứ hai đó là bảo địa. Bảo địa là miếng đất báo bằng vàng. Nếu mà chúng ta đứng lên, nếu mà chúng ta đứng lên phải không? Đứng lên mà Đức Phật A Di Đà cho cái tầm nhìn của mình tu tập sao cái thiên nhãn mình thấy 10 cây số. 10 cây số, có người thấy 20-30 cây số, có người thấy là 100 cây số, có người thấy vài trăm cây số. Nhưng mà mình đứng gì nè quý vị, yêu cầu mình đứng một chỗ, nhưng mà mình dòm nha. Mình xây một vòng vậy nè, xây một vòng vậy đó, chúng ta xây đúng một vòng vậy đó là đất chúng ta, cái bề tròn đó là một miếng đất ta. Nếu dự ai ở trong vòng 10 cây số, 5 cây số, 20 cây số, 100 cây số thì miếng đất mình 100 cây số mà đất bằng vàng, gọi là bảo địa. Bảo địa là đất bằng vàng nhưng mà thảo mộc bằng châu nha, ban cho thưởng cho cái người tu tập đó. Vậy thì có một miếng đất bằng vàng, cái thân bằng vàng à, đất bằng vàng. Còn mình ở đây là thân hình tứ đại đất nước vô lượng hiệp thành. Chút hơi thở cuối cùng là cái hơi thở mình trả lại cho gió, rồi là cái sức nóng ở trong cơ thể chúng ta trả lại cho lửa và mặt trời, và cái máu chúng ta trả lại cho nước, và cái phần thân của chúng ta trả lại cho đất. Thì cái kia đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, thì kim thân thể hiện mà dứt trừ tứ sanh. Nếu mà chúng ta có được cái báo thân đó là Đức Từ Phụ A Di Đà, tuổi thọ sống bao nhiêu là chúng ta được sống bao nhiêu, là chúng ta nghe Phật pháp. Một là báo thân, hai là bảo địa, ba là gì? Bảo lâu, cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu, gắn tu tỉnh tìm nơi ăn dưỡng, kẻ hiện đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà. Rồi bây giờ chúng ta có được cái bảo lâu là lâu đài bằng báo đầy lầu, lưu ly xích não sa cừ xích châu mẫu não pha lê vàng bạc. Là bảy báo ở trong đó, là chúng ta có được bảy báo là kim can bát quải. Nó không có phải là động đất sụp đất mưa bão sóng thần như hành tinh chúng ta nữa, bởi vì đó là vĩnh viễn và trường tồn. Vậy thì quý vị mình thấy đó là trong cái ba báo, còn cái báo thứ tư, nói tới cái báo thứ tư thì trong đó nó có ao sen báo. Ao sen báo là cái khi mà chúng ta tu với này, chúng ta nhập vô thai sen, thần thức nhập khai sen tinh hảo, là từ thân cho đến chỗ ngồi cũng sen, hào quang thay thế trăng đèn, thằng thông ta thấy tàu thuyền ngựa xe. Mà sen ở đó không phải chuyện đơn giản này nghe, cái hạt sen trên đó đó là Đức Từ Phụ A Di Đà. Ở dưới này có người nào mà nay con nguyện cải hóa ăn năn làm lành, đến giữ quy theo cái ngày tu hiền theo Phật đạo đó, là trong đó là có cái danh sách ở trên cái hạt sen ghi vô, và hạt sen gieo xuống ao sen. Mà cái sen ở đó là mỗi một cái hạt sen như vậy đó bằng 25 cái do tầng, nó lớn khủng khiếp như vậy đó. Sau này chúng ta có được cái báo thân lớn vĩ đại chứ không phải là làm gian Phật quát, không đâu. Khi mà người nào mà ở làm gian Phật quát được định ngôi phân thứ gây cục và hành chi giảng quốc chư ban, rồi tu tập tiếp rồi chứng quả, rồi học đạo hoàn toàn trở lại cứu giấc xuống sanh đó, và hoàn thành Phật đạo rồi đó, về đó là bắt đầu hưởng. Vậy thì cái thân ở cái cõi trời cuộc lạc, chúng ta có được cái thân bằng hoa sen quá hình đó, thì quý vị biết đó là bằng 25 cái do tầng. Cái hạt sen ở trên đó bằng 25 cái do tầng, mà cái do tầng bằng cái khung trời đột sức, nó lớn bằng 25. Sau này chúng ta có cái thân mà lớn bằng 25 khung trời đột sức. Cho nên đó là cái phần thưởng đó là phần thưởng rất là đặc biệt. Vậy thì chúng ta thấy đó là chúng ta có được cái liên hoa quá thân ở trên cái cõi cực lạc. Thì cái phần thưởng tiếp theo đó là phần thưởng thứ sáu. Thì quý vị mình biết đó là cái phần thưởng đó là chúng ta có cái nước bát công đức. Nước bát công đức đó là chúng ta gọi là nhiễn chạch đó. Nhiễn chạch đó là khi mà chúng ta uống vô đó, nó thơm bát ngát. Nó muốn ngọt thì tự nhiên nó ngọt, muốn ngọt mà lạnh nó tự nhiên nó mát lạnh, muốn ngọt mà ấm tự nhiên nó ấm, mà nó muốn ngon mà dạ béo tự nhiên nó ngon béo vậy đó. Nước đó là đặc biệt, nhưng mà khi mà uống rồi nó lan tỏa ra theo cái lỗ chân lông mình, nó tỏa ra đó, nó cũng tỏa ra, nhưng mà tỏa ra cái gì? Tỏa ra cái mùi hương không, nó thơm ngào ngạt nồng nặc, chứ không phải là giống như mình ở đây mình sức dầu thơm đâu. Bay mùi thơm cả Tây Đông chứ không phải theo chiều gió đâu. Do vậy thì có một cái thứ sáu. Còn cái thứ bảy là cái thứ bảy là cõi cực lạc có cây thác bảo, có lưới gào bảy lớp lăng lan can. Khi mà gió gió đến đó, gió khô thì tiếng pháp nhân gian, lòng nghe
hơi thở nhẹ nhàng tiếng tu. Khi mà chúng ta muốn nghe pháp của Phật đó, thì gió trên đó nó reo là tức quý vị mình thấy đó là nó khô đều trên đó hết, khô đều trên đó là cái tiếng pháp của Phật. À, còn quý vị mình thấy đó là ở trong trong đó đó là có cái ao tắm là liên trì đó. Thì lúc này khi mà chúng ta bước xuống đó đó là cái ao đó mình tự nhiên á, nước muốn muốn nóng thì nước nó nóng, muốn nó ấm thì nó ấm, muốn nó lạnh thì nó lạnh, nhưng muốn muốn tới đầu gối là nước nó dâng tới đầu gối, mà muốn tới ngực nó dâng tới ngực, muốn tới cổ nữa dâng tới cổ. Thì cái ao đó là tùy theo cái sở thích của mình thì nước nó dâng vậy đó, chúng ta cũng có phần thưởng đó nữa. Rồi cái phần thưởng trong đất của mình đó là có đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu mà. Thì trong đất của mình đó là có bốn loại chim quý, bốn loại chim quý, chim ca lăng tầng già nè, khổng tước nè, minh mạng nè, phụng hoàng nè. Bốn cái loại chim quý này nó bay trong vườn mình á là nó hót ra pháp của Phật không, cho nên đó là chúng ta không bị nhiễm cái chiếc điện thoại, không bị nhiễm máy hài, không bị nhiễm cải lương, không bị nhiễm phim, không bị nhiễm chuyện là thế sự bao la ta chẳng quản. Vậy thì quý vị mình biết là chuyện thế sự là Đức Thầy nói việc đời nó chẳng có cầu, do vậy mà chúng ta bị nhiễm nội mà bây giờ tu không tu gì không biết, mà người có hai ba cái chiếc điện thoại cái ngồi lại cái bấm chuyện này chuyện kia, phải nói gì lợi dụng bấm Phật pháp để nghe Phật pháp đồ, chuyện đó không nói, nhưng mà bấm chuyện này chuyện kia chuyện thế sự không ha. Rồi những cái mà đồ trị nữa, cái đồ trị cái bắt đầu coi thử, ngay người tu coi thử một lần một là đừng mong ngưng lại được, phải bắt buộc buồn buồn cái coi lần thứ hai buồn buồn, coi lần thứ ba buồn buồn giết nhiễm hết ra. Nói vậy đó, từ từ chúng ta mới bị cái nghiệp. Do vậy thì mong rằng trong cái này đó, quý vị mình thấy những cái phần thưởng trên như vậy thì tám cái vui ở cõi cực lạc. Chúng này ở đây Đức Thầy nói khổ ta bà nhíp lại tám phần khổ ở cõi ta bà, rồi nó sanh ra muôn ngàn khổ khác là trong 10 cái chết mới tới cái tải trần mà chúng ta mới đạt được cái phần thưởng. Tuần xưa kia sắp đặt ở lâu khi chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên chấp Phật, gồm một nơi sửa sang tim tắc xử phân người cùng giặc thưởng không, cho dương trần gõ lực thiên công có địa ngục thiên đàng hay chẳng. Vậy thì chúng ta đó là được hưởng những cái phần đó, đó là chúng ta được cái hạnh phúc ở trong tầm tay. Còn những người nào mà trong thời kỳ này không có hoài đầu, không có lo tu niệm, không có chai lạc, không có giữ giới tinh nghiêm đó, thì quý vị mình thấy cái điều kiện đó là một là ăn chay, hai là niệm Phật, ba cúng lại, bốn là làm lành, năm nữa là giữ giới vào cái đại hội Long Hoa. Nếu mà chúng ta không dự ở nơi đó nổi thì chúng ta dáng thấy được cái đại hội Long Hoa rồi, Long Hoa Thiên Phật Đáo Tạo Bà lờ lọc con làm việc quỷ ma, thời lừa ra một cái hội thứ nhì là mở hội thánh chọn người trung lãng hiếu. Mình không đậu trong cái hội thánh cư trần bắt nhiễm là người thánh lãng tục đừng mê chứng mặt hiền, nhưng mà chúng ta giờ được dự hội Long Hoa, dự hội thánh, mà không được thì mới lọc qua thêm một hội là Tạo Lưu Vòng Ngõ Hội Quần Tiên. Thì cái hội thứ ba đó là hội tiên. Như vậy thì là phước nhiều tiên cảnh lên gài, ai nhiều phước đức được nhờ vào cõi tiên, hay là chữ nhàn vô sự mới nên tiên. Xong rồi bắt đầu cái không, mình vẫn giữ hết những cái hội đó tới cái hội thứ tư, muốn xem được hội Long Đình thì dân phải gán sửa mình cho trơn. Thì bắt đầu là cái hội Long Đình là phò vua giúp chúa, lúc đó là những cái người tu, ông vua cũng tu, dạy cho tất cả người dân ở trong đất nước đó tu, gây cuộc hòa bình dạng quốc chư bang, không phải trong đất nước mình không. Vậy thì bắt đầu nó đi tới cái cục diện sau nữa là cuối cùng thì quý vị mình biết đó là nói thêm một cái hội gọi là Long Văn, Long Văn đến hội Lầu Son Dựa Kề. Thì năm cái hội này, một là Long Hoa Đại Hội, hai là hội Thánh, ba là hội Quần Tiên, bốn hội Long Đình, năm là hội Long Văn. Vậy thì còn cái hội thứ sáu là không xài được, hội Gia Trai, nào hút hấp thiện hội Gia Trai là cái hội đó không có xài được nghe quý vị nhớ kỹ. Nào hút ấp thiện hội Gia Trai, nào trùm đĩ ma cô ngời hút máu ai để mắt xem đời, châu đáo khỏi thăng dùm dân tộc hư hèn. Dân tộc bây giờ hư hèn, mà mình là hồi xưa là giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp, mà bây giờ là khỏi gia thang dùm dân tộc hư hèn, dọn áo quần son khoáng lắng chem chen miễn cho mình được lên xe xuống ngựa, mãn điểm tô quy hoàng nhà cửa ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Đó là Đức Thầy than trong cái bài Trao Lời Cùng Táo. Thì tôi tâm sự quý vị mình đến đây xin tạm ngừng tiếng và dứt lời. Trước khi ngừng tiếng và dứt lời, ngưỡng mong các bậc trí thức ở trong làng đạo cũng quan hỷ. Nếu quý vị căn cơ quý vị mình đạt đến đỉnh cao thì cái này thì trợ tôi chỉ trợ duyên cho cái người sơ căn, trợ duyên cho người sơ căn. Còn nếu mà quý vị chấp pháp là quý vị chịu,
vị khả năng trùm phủ lên rồi, mà quý vị đại học không lẽ quý vị mình xuống học tiểu học sao quý vị chấp? Nếu mà quý vị chấp thì quý vị dịu, nhưng mà ngưỡng mong các bậc trí thức nhận định cái điều này và có thể là để cho được lưu thông Phật pháp. Cho nên đó là tôi nói thật, đó là tôi vì cái tinh thần thôi, chứ lẽ ra cái trình độ, cái căn cơ tôi không có trình độ, không có học vấn, không có biết chữ, không viết chữ được, lẽ ra tôi không nói đạo. Nhưng mà vì tôi nghe chân lý Đức Thầy đó, đạo diệu màu gặp lúc chương chiên, chương chiên là khổ sở vô cùng, phận môn đệ phải lo dung quán, rồi tầm xuất nhỏ còn làm nên kén, con tầm nó ăn lá vô xanh còn nhả những cuộn tơ lòng, bờ đền ơn cho chủ. Còn tôi học giáo lý Đức Thầy không được, thì tôi niệm Phật là cũng nhờ giáo lý Đức Thầy, tôi cúng lại cũng nhờ giáo lý Đức Thầy, tôi ăn chay được nhờ giáo lý Đức Thầy, cho nên tôi là giống như con tầm, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo, có thẹn với con thầm là con thú hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dịnh đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng, hằng làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của chư Phật được ban rải khắp nơi nơi trong ba tánh phương, và không phụ lòng Đức Phật và các bậc tiền nhân để lại, và không đắc tội kẻ đời sau gì. Bởi vì con thiền phải độ người thiền, bỏ người đi xuống mình lên sau đành, mình đã gặp con thiền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân? Học Phật phải rộng tình tới độ, nói pháp cần phá bỏ chấp tâm, Phật đi tới độ Phật làm pháp còn có chữ sự chấp tâm pháp tà, vô pháp tướng mới là thiệt tướng, kinh kể hằng lo tiếp tục truyền, tỉnh hồn bá tánh dứt sầu biên, bỏ đi lối sống theo ma quỷ, tìm đến này, niềm sanh cõi Phật tiên, công đức quạt vàng đâu dám sánh, mà phước to phước lộc khó so duyên, hở ai nói chí theo thầy tổ, kinh kể hằng lo tiếp tục truyền. Cho nên Đức Thầy nói là phải nói chí theo thầy tổ, kinh kể hằng lo tiếp tục tục truyền, trên dưới chợ chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so, nhìn trong cõi thế rộng to, một người khó kiếm sánh đo cùng ngài, ngài là vua pháp tột cao, khắp trong ba cõi chẳng sao sánh tài, tiên người đồng kính đạo thầy, cha lành hết thảy bốn loại chúng sanh, nay tôi quy mạng thiệt hành, ngõ mong chịu dứt nghiệp sanh nhiều đời, tỏ ra khen ngợi ít lời, dù cho ức kiếp chẳng nơi nào cùng sự lại Phật vốn không yên tĩnh, nhưng mà yên tĩnh rồi thì đạo cảm giao khó tính không bàn, nói nay tôi ở trong đạo tràng cũng như kết chặt và đòn ngọc châu, mười phương Phật hiện bầu hình ảnh có bóng tôi cũng sánh các ngài, từ chân cho chí mặt mày cúi đầu làm lễ nguyện gài quy y. Cho nên lễ Phật giả, kính Phật chi đức, niệm Phật giả, cảm Phật chi ăn, tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh, kháng kinh giả, minh Phật chi lý, trì giới giả, hành Phật chi hạnh, thiết pháp giả, mãn nguyện chư Phật. Nếu mà thuyết pháp giả là vậy, thiết như vậy là mãn nguyện chư Phật mười phương. Mong rằng quý vị cùng chúng tôi thắp đúc lên cho cảnh sáng ra trong tim não người ta, nhiệm màu có đủ ráng mà phát minh. Cho nên là tôi kém phước hơn xã hội cộng đồng, tôi không được cấp sách đến trường học chữ nghĩa, nhưng mà tôi may mắn là tôi niệm Phật và tôi cúng lại, tôi ăn chay, tôi giữ giới và làm lành, thì trong cái này là cái duyên của tôi, rồi tôi biết tới đâu tôi tâu tới đó, nói cái gì mà có sơ sức thì tôi không có biết chữ, còn nói cái gì hay là chân lý Đức Thầy hay tôi không có gì hay. Chính Đức Thầy cũng khiêm tốn, là lời Phật thuyết tôi xin nhắc lại, thì chúng ta phải khiêm tốn, đi theo cái đường lối của Đức Thầy phải khiêm tốn. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa không quên thắp nén hướng lòng cầu đến mười phương chư Phật và quay lưng của tổ thầy, gia trì hộ độ cho tất cả quý vị mình ngộ ra cái đời là bể khổ, hở tăng thương sẽ đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi uy quyền là bọt nước, tiền tài giặt chắc tội như xương, mà trăm năm không đạo gây nên tội, một kiếp bắt tu dạng kiếp trầm, này hở khách trần ma tỉnh ngộ nương thiền bát nhã đáo tây phương. Bị gì á, là bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thiền khơi, thiền ai ngược gió, ai xuôi gió gẫm lại cùng chung bị khổ thôi. Tới cuối cùng là chúng ta ở trong cái biển khổ, mà nếu mà chúng ta muốn giải thoát trong cái thời kỳ hạ nguyên mặt pháp này, chúng ta phần cần phải tu quý vị. Cho nên đó là sớm tu được thì sớm cài sen báo, sớm tu được là phiền não sớm tan, mau tu kẻo để muộn màng mà vô thường không đợi, mà thời gian không chờ. Mong rằng quý vị mình cùng chúng tôi, tới cuối cùng đó là xin kính chúc cho tất cả quý vị mình tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, và tánh trong như nước quýt mùa xuân, và não luân hồi không tiếp nói chuyển say, về cực lạc đáp ơn thầy thọ nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Thầy Đại Từ Đại Bi Đại Hạnh Đại Nguyện Kim Sư Phật. Xin ngừng tiếng và dứt lời. Nam mô A Di Đà Phật.